Thưa quý vị, ngày hôm nay 13 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy một ông Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, với cương vị bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19 để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước. 2. Ông Trử Xuân Dũng, thành ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm khuyết điểm tiêu cực tham nhũng gây thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19. 3. Ông Ma Thế Quyên, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Cạn đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán ngân sách nhà nước gây thất thoát ngân sách nhà nước. 4. Ông Menfoli, trưởng ban dân tộc tỉnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật. 5. Ông Nguyễn Văn Phong, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài chính đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, đấu thầu, gây thất thoát ngân sách nhà nước vi phạm của các ông Trử Xuân Dũng, Ma Thế Quyền, Menfoli, Nguyễn Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Căn cứ nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí Thư quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Menfoli, khai trừ ra khỏi đảng các ông Trử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng.